Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn đang xem chương trình truyền hình của Tập đoàn Sức khỏe Siberi. Tôi tên là Yuri Gichev, Giám đốc khoa học của Tập đoàn Sức khỏe Siberi. Trong chương trình này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một số bằng chứng mới về một trong những kẻ giết người thầm lặng. Thuật ngữ này thường xuyên được sử dụng khi nhắc đến các chứng bệnh mãn tính. Những chứng bệnh này không được mọi người lưu ý trong một thời gian khá dài, nhưng đã để lại rất nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bây giờ chúng ta hãy lấy ví dụ về bệnh loãng xương, hay nói cách khác, hiện tượng suy yếu tăng dần của xương trong cơ thể chúng ta. Quá trình này bắt đầu từ rất sớm, vào những năm chúng ta ở lứa tuổi ngoài 20, và sự suy yếu xương ngày càng phát triển cùng với tuổi tác của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta không được cảnh báo về nó cho đến khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn. Tại sao điều này lại xảy ra theo cách như vậy? Lý do ở đây là chức năng của xương là thứ yếu và không được quá coi trọng như chức năng của tim. Cơ thể chúng ta thường xuyên cần máu cho tất cả các hoạt động của nó. Vì vậy, ngay lập tức chúng ta sẽ cảm thấy thiếu máu trong trường hợp chức năng của tim bị suy giảm. Nhưng dù thế nào đi nữa, thì xương vẫn giúp nâng đỡ cơ thể của chúng ta. Và nếu như chúng ta không vận động cơ thể một cách tích cực, nếu chúng ta không làm cho cơ thể quá tải, và nói một cách thành thật, trong cuộc sống hiện nay, chúng ta hầu như không làm điều này, thì chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện ra vấn đề cho đến khi xương bị suy yếu đến ngưỡng cuối cùng và bị gãy. Và đó mới là câu chuyện. Vậy thì tại sao xương lại bắt đầu suy yếu vào một thời điểm nào đó? Có một vài lý do. Đầu tiên và trước hết, thì chúng ta càng lớn tuổi cũng đồng nghĩa với việc xương bắt đầu mất dần canxi. Các nguyên nhân liên quan có thể là sự mất cân bằng hormone liên quan đến tuổi tác, lối sống ít vận động và sử dụng đồ ăn nhanh thiếu lượng canxi tự nhiên và các dưỡng chất thiết yếu khác. Có vẻ như điều này không mấy quan trọng, nhưng chúng ta càng mất nhiều canxi, thì xương của chúng ta càng trở nên mỏng manh hơn. Ngày nay hiện tượng này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng phụ nữ là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Rất nhiều phụ nữ trên 40 tuổi phải đối mặt với sự suy giảm mạnh mẽ hormone sinh dục, hay nói chính xác là suy giảm estrogen. Ngoại trừ các ảnh hưởng bất lợi khác mà nó gây ra, chúng ta cũng phải kể đến sự hao hụt nhanh chóng canxi từ xương vì phụ nữ cần estrogen để duy trì canxi trong xương. Một vấn đề khác là thiếu sức nặng đặt lên xương hay thiếu sự vận động. Điều này diễn ra với cả nam giới lẫn nữ giới. Đặt tải trọng theo phương thẳng đứng lên xương là một cơ chế sinh lý chủ yếu của việc nhét canxi vào xương. Khi xương uốn cong dưới áp lực, thì sẽ có dòng điện xuất hiện trong xương và hút các ion canxi từ máu. Cơ thể chúng ta rất thông minh như thường thấy. Chúng ta cần có xương để chịu đựng tải trọng mà cơ thể có thể đặt lên xương trong các hoạt động sống. Không có tải trọng thì không cần xương. Đi dạo trong thời gian dài, chạy hay đi bộ, luyện tập với tạ nặng, hoặc đơn giản là leo cầu thang hay nhảy dây, tất cả các hoạt động này đều tạo nên sức nặng vừa đủ lên xương và xương sẽ trở nên cứng cáp trong thời gian dài. Mặt khác, nếu chúng ta hầu như cả ngày đều ngồi trong xe hơi, văn phòng, nhà hàng hoặc nằm trong khi ngủ hay xem TV, thì xương sẽ trở nên suy yếu. Vì vậy, để tránh hiện tượng xương bị suy yếu và dễ gãy, chúng ta cần tối thiểu hai điều: tạo sức nặng hay vận động lên xương và liên tục bổ sung các nguồn cung cấp canxi. Thực tế thì không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, trong khi hoạt động thể chất là một vấn đề thuộc về ý muốn của riêng bạn, thì việc bổ sung thêm canxi đòi hỏi chúng ta phải có một số kiến thức nhất định. Chỉ uống viên canxi sẽ không giúp gì cho xương, bởi vì chúng ta cần các vitamin, khoáng chất và tinh chất thảo mộc nhất định để chuyển canxi vào xương.
Hơn nữa, đừng quên rằng sợi collagen hình thành bộ khung bên trong xương. Nó cũng có thể trở nên yếu đi. Vì vậy, chính xác chúng ta cần làm gì và vì mục đích gì? Chúng ta cần vitamin D để hấp thu đầy đủ canxi trong chế độ ăn uống hàng ngày từ ruột và không làm mất canxi qua nước tiểu. Chúng ta cần canxi kết hợp với kẽm và silic để tạo nên chất kết dính của xương. Chúng ta cần vitamin D và kẽm chuyển canxi đến xương. Còn phụ nữ thì cần thêm estrogen hoặc phytoestrogen để vận chuyển và giữ canxi lại trong xương. Cuối cùng, chúng ta cần mangan và vitamin C, B6 và K1 để hình thành khung xương có chứa collagen. Sản phẩm Elem Vitan mới của chúng tôi có chứa canxi hữu cơ và các loại thảo mộc Siberia là hỗn hợp được phát triển hoàn toàn mới, bao gồm canxi hữu cơ tự nhiên, các khoáng chất, vitamin thiết yếu và phytoestrogen, giúp bảo vệ tối đa cho xương và giúp xương chắc khỏe. Điều quan trọng là chúng ta sử dụng canxi dưới dạng hydroxyapatite, là nguồn cung cấp canxi tự nhiên nhất cho cơ thể vì hợp chất giàu canxi hình thành nên hệ xương của chúng ta. Và thêm một điều quan trọng nữa, việc ăn uống chủ yếu, bao gồm thịt và các thực phẩm giàu protein khác sẽ khiến cho bạn dễ bị mắc bệnh loãng xương hơn. Những loại thực phẩm này làm cho máu có tính axit nhiều hơn, do đó nó có thể phân hủy xương và đẩy canxi ra khỏi xương. Ngược lại, hoa quả và rau củ giúp chúng ta duy trì một lượng kiềm nhỏ trong máu. Điều này là bình thường, nhờ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Trong các chương trình tiếp theo, tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một số sự thật thú vị khác có liên quan đến dinh dưỡng, khoáng chất hữu cơ và các sản phẩm Elem Vitan khác. Vì vậy, các bạn đừng quên tham gia cùng chúng tôi trên kênh truyền hình Sức Khỏe Siberia.